Càng về những tuần cuối, cuộc đua bầu cử Mỹ càng trở nên quyết liệt. Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang tất bật với các bang chiến địa và không ngần ngại công kích lẫn nhau nhằm thu hút lá phiếu cử tri về phía mình. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm qua kêu gọi những người ủng hộ tại bang chiến trường Wisconsin hãy ra ngoài và bỏ phiếu. Trong khi đó, bà Kamala Harris cũng bước vào chiến dịch phủ sóng truyền thông kéo dài một tuần, tập trung vào vấn đề quyền sinh sản. Bà Kamala Harris đã phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích khi tránh trả lời phỏng vấn riêng với giới truyền thông kể từ khi trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Tại Wisconsin, ông Donald Trump hôm qua chỉ trích mạnh mẽ điều này. Ông đồng thời nhắc lại cáo buộc trước đó đã bị Nhà Trắng phản bác rằng chính quyền Biden-Harris sử dụng sai quỹ cứu trợ bão cho các chương trình dành cho người di cư. Cựu Tổng thống Donald Trump từng thua tại Wisconsin vào năm 2020 và đây là chuyến đi thứ tư của ông tới bang chiến trường này chỉ trong vòng hơn một tuần qua. Bà Kamala Harris hồi tuần trước cũng có một cuộc meeting tại Wisconsin, mà cụ thể là Ripon, vốn được coi là nơi khai sinh ra Đảng Cộng Hòa. Ngày 5 tháng 10, bà Kamala Harris đã tới Bắc Carolina, gặp gỡ các nhân viên cứu trợ và người dân ở một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Helene. Trong khi đó, đối thủ Đảng Cộng Hòa cũng có màn xuất hiện ấn tượng sau lớp kính chống đạn tại Butler, Pennsylvania, nơi ông đã thoát chết trong một vụ ám sát hồi tháng 7. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày bầu cử, khép lại cuộc đua vào Nhà Trắng đầy biến động với một ứng cử viên hai lần bị ám sát hụt và sự trỗi dậy của nữ ứng viên Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang bám đuổi sát nút, dẫn tới một trong những cuộc tranh giành tốn kém và căng thẳng nhất trong lịch sử nước Mỹ để giành giật từng cử tri còn do dự ở 7 bang quan trọng. Hơn 1,4 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm tại 30 bang và Arizona, một trong 7 bang chiến trường cũng bắt đầu bỏ phiếu sớm vào ngày 9 tháng 10 tới. Lịch sử cho thấy, tháng 10 luôn ẩn chứa những bất ngờ. Dư luận nước Mỹ và thế giới đều đang chờ đợi các ứng cử viên tung đòn quyết định. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Zelensky cho rằng chiến dịch tấn công vùng Kursk trở thành một trong những đóng góp quan trọng nhất cho quỹ trao đổi của Ukraine và hỗ trợ giải phóng thêm người Ukraine bị Nga giam giữ. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được đưa ra vào ngày 6 tháng 10, đánh dấu 2 tháng các lực lượng Kiev tấn công vào vùng Kursk của Nga. Ukraine bắt đầu tấn công vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và sau đó tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khoảng 100 khu định cư. Chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga có sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine. Lực lượng này đã chiếm đóng khoảng 1.200 km2 lãnh thổ Nga tại Kursk. Phía Ukraine cũng đã bắt giữ hàng trăm binh lính Nga. Chiến dịch quân sự của Ukraine ở Kursk trở thành cuộc tấn công có quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Phía Nga đã triển khai phản công và giành lại được một số vùng lãnh thổ cùng với hàng chục khu định cư ở Kursk. Tuy nhiên, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine ở Kursk vẫn đang tiếp diễn. Hôm 4 tháng 10, người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov tuyên bố chiến dịch của Ukraine ở Kursk đã không thể đánh lạc hướng quân đội Nga cũng như không thể ngăn các lực lượng Moscow giành ưu thế trong quá trình tấn công ở vùng Donbass. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất gần 20.000 binh sĩ trong quá trình tấn công vào Kursk. Quân đội Israel đang chuẩn bị cho khả năng phong trào Hồi giáo Hamas sẽ thực hiện các vụ tấn công mới đúng ngày kỷ niệm một năm nhóm gây ra vụ đột kích đẫm máu vào lãnh thổ Israel. Trong khi đó, ngay trước lễ kỷ niệm một năm sự kiện đẫm máu, lực lượng phòng vệ Israel đã công bố các đoạn video chưa từng thấy trước đây về những gì đã xảy ra. Đài CNN dẫn lời Trung tá Nadav Sosani, phát ngôn viên quốc tế của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay, các biện pháp an ninh bổ sung đang được thực thi trên khắp đất nước hôm nay, 7 tháng 10. Theo người phát ngôn IDF, Hamas đã bắn tên lửa từ dải Gaza vào miền nam Israel hôm 6 tháng 10, một ngày trước lễ kỷ niệm vụ đột kích của các tay súng Hồi giáo ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến gần 2.000 người Do Thái thiệt mạng và hơn 200 người khác bị bắt giữ làm con tin. Trước câu hỏi về khả năng tiếp tục hứng chịu các tên lửa của Hamas bắn phá miền nam Israel và Tel Aviv, ông Sosani nói, số lượng quả đạn từ Gaza phóng tới đã giảm đáng kể. Trong khi đó, ngay trước lễ kỷ niệm một năm sự kiện đẫm máu, IDF đã công bố các đoạn video chưa từng thấy trước đây về những gì đã xảy ra. Theo báo Times of Israel, đoạn video đầu tiên cho thấy cảnh các binh sĩ thuộc đơn vị bóng ma tinh nhuệ của IDF đang làm nhiệm vụ tại Kibbutz Dreim vào sáng 7 tháng 10 năm ngoái. Trong trận chiến chống lại hàng chục tay súng Hamas, đại tá Roy Levy, 44 tuổi, chỉ huy của đơn vị và một số quan sĩ khác, đại úy Yotam Ben Bassat, 24 tuổi, đã thiệt mạng. Đoạn video thứ hai hé lộ cảnh quay chưa từng công bố trước đây về cuộc đụng độ tại đồn cảnh sát Sderot trong khi các thành viên Hamas chiếm quyền kiểm soát tòa nhà và sát hại một số sĩ quan. Đoạn video được quay từ xe tăng của chỉ huy lữ đoàn thiết giáp 401, đó là đại tá Benny Aharon. Theo Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi, lễ kỷ niệm đầu tiên của vụ thảm sát 7 tháng 10
không chỉ là ngày tưởng nhớ mà còn là ngày kêu gọi sự tư vấn sâu sắc để nhận ra những thất bại, rút kinh nghiệm, học hỏi và cải thiện, đồng thời xem xét những thách thức đã và đang đến. Ông Halevi cũng quả quyết, dù Israel đang ở giữa một cuộc xung đột phức tạp, đa mặt trận, nhưng họ giành được những thành quả đáng kể, đang phá hủy năng lực của kẻ thù và đảm bảo chúng sẽ không thể tái xây dựng, giúp ngăn chặn thảm kịch 7 tháng 10 tái diễn. Truyền thông Israel đưa tin, Mỹ đã đề nghị cấp cho Israel một gói bù đắp nếu Tel Aviv không tập kích một số mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa lớn chưa từng thấy của Tehran gần đây. Đài phát thanh quốc gia Kan của Israel ngày 6 tháng 10 đưa tin, sau khi Iran bắn tới 180 quả tên lửa đạn đạo vào Israel tối 1 tháng 10, chính quyền Tel Aviv và Mỹ đã có các cuộc thảo luận về hành động tấn công trả đũa. Trong quá trình này, các quan chức Mỹ đã đề nghị sẽ trợ giúp ngoại giao rộng hơn và bổ sung viện trợ quân sự cho Israel nếu nước đối tác này tránh ra tay với một số mục tiêu nhất định ở Iran. Kan trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel nhấn mạnh, Israel luôn xem xét ý kiến của đồng minh Mỹ và sẵn sàng lắng nghe họ, nhưng sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ công dân và an ninh của đất nước. Tel Aviv đã chính thức tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran, nhưng phương thức, địa điểm và thời gian hành động vẫn đang được trong giai đoạn thiết lập kế hoạch hoặc phê duyệt. Theo đài phát thanh quốc gia Israel, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Mitch. Theo đài phát thanh quốc gia Israel, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Michael Gurila đang ở Israel và tham dự các cuộc họp với ban lãnh đạo an ninh của nước sở tại. Mặc dù Washington luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2 tháng 10 công khai phản đối bất kỳ vụ tập kích nào từ các lực lượng Tel Aviv và các cơ sở hạt nhân của Iran. Giới quan sát nhận định, quan điểm này cho thấy chính quyền Biden muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng khắp khu vực và leo thang hạt nhân ở Trung Đông. Thay vào đó, Mỹ lựa chọn con đường ngoại giao và trừng phạt kinh tế để kiềm chế Tehran. Hai công dân Trung Quốc đã thiệt mạng và một người bị thương sau vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở nhân viên Trung Quốc của một công ty điện lực ở thành phố Karachi, Pakistan vào đêm 6 tháng 10. Bắc Kinh đã lên án hành động này và yêu cầu trừng phạt kẻ thù ác. Thông tin về vụ tấn công được đưa ra trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan hôm nay ngày 7 tháng 10. Theo đó, vụ tấn công xảy ra gần sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi vào khoảng 11 giờ đêm qua giờ địa phương, nhằm vào đoàn xe chở nhân viên Trung Quốc của công ty điện lực cảng Qasim do nước này đầu tư, khiến hai người Trung Quốc thiệt mạng và một người bị thương. Vụ tấn công cũng gây ra thương vong cho nhiều người dân bản địa. Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này, đồng thời yêu cầu phía Pakistan điều tra triệt để vụ việc, trừng phạt nghiêm khắc kẻ gây án và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân, các tổ chức và dự án Trung Quốc tại Pakistan. Đại sứ quán nước này cũng nhắc nhở công dân, doanh nghiệp và dự án Trung Quốc tại Pakistan đề cao cảnh giác, theo dõi sát sao tình hình an ninh tại địa phương, tăng cường các biện pháp an ninh và thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo an toàn. Đây không phải là lần đầu tiên các công ty Trung Quốc bị tấn công khủng bố ở Pakistan. Hồi tháng 3 năm nay, đã có 3 cuộc tấn công nhằm vào các dự án do Trung Quốc tài trợ ở Pakistan chỉ trong vòng một tuần. Trong đó, vụ tấn công liều chết nhằm vào dự án nhà máy thủy điện Dasu đã khiến 5 kỹ sư Trung Quốc và 1 công dân Pakistan thiệt mạng. Năm 2021, 9 kỹ sư Trung Quốc cũng thiệt mạng trong một vụ tấn công tương tự gần Dasu. Ngay sau cơn bão tàn khốc Helen tấn công, bang Florida, nước Mỹ ngày 7 tháng 10 đang phải chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất kể từ năm 2017, khi cơn bão Milton gia tăng cường độ ở vịnh Mexico trên đường đi đến bờ biển phía tây của bang này. Trung tâm báo quốc gia Mỹ dự báo cơn bão Milton nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa, đông dân cư vào khoảng sáng 9 tháng 10 tới. Cơn bão này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực đã chịu hậu quả nặng nề bởi bão Helen đổ bộ vào bờ biển phía bắc ngày 6 tháng 9 trước đó. Ông Kevin Guthrie, giám đốc bộ phận quản lý tình trạng khẩn cấp của bang Florida, đã kêu gọi mọi người chuẩn bị cho cuộc sơ tán lớn nhất kể từ cơn bão Irma năm 2017. Theo báo cáo của Trung tâm báo quốc gia Mỹ, tính đến 7 giờ tối qua theo giờ Mỹ, bão Milton còn cách vịnh Tampa khoảng 780 dặm, tương đương 1.255 km về phía tây tây nam, với sức gió mạnh nhất lên tới 140 km/h, và di chuyển về phía đông hướng đến bang Florida với tốc độ 11 km/h. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng đã lên tiếng cảnh báo về khả năng bão gây lũ lụt và tình trạng mất điện trên diện rộng hơn so với cơn bão Helen, dẫn đến thiệt hại trầm trọng hơn. Các bang Bắc Carolina, Florida và phần lớn miền Nam nước Mỹ vẫn đang cố gắng phục hồi sau sự tàn phá khủng khiếp của bão Helen. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã ra lệnh cho thêm 500 binh lính di chuyển đến phía tây Bắc Carolina
để hỗ trợ ứng phó và phục hồi sau bão Helen. Chính quyền Mỹ cũng đã phê duyệt 137 triệu đô la Mỹ viện trợ liên bang và cam kết cung cấp thêm viện trợ, do thiệt hại kinh tế dự kiến sẽ tăng vọt lên hàng tỷ đô la Mỹ.